Không nhiều lắm đâu. Vì vua có cắm thần 36 cung thần 72 mi nữa. Người gần vua nhất. Tiếng thì nó không ra nam không ra nữ. Thì cái cây uốn éo này, đây thì có cây. Nó là dây dạng đấy. Thật ra là anh đây là PD đấy. PD khác. Cây uốn éo. Cây thái giám. Cây du lịch ở đây. Đấy rồi. Cái thường là cái là cái này là cái gì bộ chắc không thể chụp được tôi không hết quay được toàn bộ và ngắm được cả con sông. Đây là ngắm được sơ bộ. Đây có cái gì đấy? Chẳng nên được phải gì. Đông hai chị. Dương ơi. Có mấy cái ô làm hại rừng quá. Ừ, đáng nghe bảo nó phá. Nó phá hết cả cái ảnh đi. Thắng hết cả cái không gian. Trời đá cái gì đâu mà. Ông thắng cái cây đám. Ra cái cây quấn néo này. Hai cái màu luôn. Cái gì luôn là cái thầy ấy. Đi xin. Đừng chơi một cái nữa. Thế con coi này to quá nhỉ. Cây tới kìa. Cây tới kìa. À, có hình rồi. Đây, em cào. Đây là cái bay của. Bà chủ đang đi ra. Nắng mày đấy, mày. Này không nắng lắm. Không nắng lắm.
Ừ, tí thôi, quanh quanh chỗ này thôi. Rồi, rồi ạ. Đây chụp cho lý này này. Lý này chưa chưa hoa mà đây. Chị ơi, chị đứng cả xuống dưới để cho nó đủ chỗ. Đứng cả các chị áo dài sang đây. Không chơi nhưng không ghé rồi. Đứng đây nhá, chị này, 1, 2, 3 này. Tôi nháy đúc vài cái đi chứ không thì là sợ có người chớp mắt, có người không chớp mắt đấy. Không rồi. Qua cầu gió bay nào. Đây là vườn bonsai. Các chị ơi, tiếp tục các cụ ơi. Chụp ảnh sau ra, chụp ảnh chung sau. Và bây giờ là cái tiểu bonsai được khắp thế giới. Người Nhật có cái kiểu karaoke được khắp thế giới dùng. Đấy là phát minh của Nhật. Đặc điểm của những cây bonsai là nó rất bé, nó rất to. Người ta cố gắng tạo những cây có những cái thế bằng uốn éo bằng lại. Thân thì rất dài, bằng người Nhật đủ thứ đi chơi cây bonsai. Con này cũng đá từ Nhật này. Nếu kia là mưu rùa nhá, thì đây nó là con cá sấu. Đúng rồi, cá sấu. Nếu ở bên kia mình sờ vào mình mong nguyện có con hoặc có cháu, thì ở đây là mình mong ước anh học đâu đi. Mình mong ước là có bồ. Bồ đây rồi, ra đây nhanh đi. Bồ đây này, đây sờ đi, sờ. Ai mà mong ước có bồ thì sờ tay vào đây rồi em. Sờ. Cái này anh không chụp được, nó không đẹp. Anh quay hả? Anh quay. Vẫn chụp được nhưng nó không được. Nó không đẹp. Cây này nó to đầu. Cây là cây đại học. Bây giờ là viện sĩ. Ở đây chúng ta không qua viện sĩ. Rồi. Nhiều không đẹp anh nhỉ? Anh mình nhìn chưa? Đấy. Chơi cổng mà học. Một tay ba xong rồi. Wow, đây có cái sông này. Cả nhà ơi, đây có con sông. Anh quay đi. Đang quay đấy. Đang quay à? Nhưng mà cái ô của em màu tím nó phá hết ảnh của bọn anh. Thế à? Ừ. Chân thành mà nói vào đấy nó phá cách hết. Rồi đi ra. Rồi. Đi ra, Ngọc đang làm giới thiệu đằng kia. Lại có một anh chờ ngoài cổng đây này. Con đại bản. Không. Đầu con sư tử chứ không phải giống đầu con sư tử. Đúng. Vâng. Và cái bờm của con sư tử thì nó lại giống một con cá cá. Vâng. Khẩu đại bác thì nó có cả nghĩa bóng, nghĩa đen. Và rất nhiều chị tham quan đây hôm sau nhắn tin bảo cuối cùng cả cái khu của em chỉ nhớ mỗi khẩu đại bác thôi.
đều đẹp lắm. Rồi bây giờ riêng cây thứ ba nhá, cây thứ ba các anh chị thấy nó đứng thẳng không? Không có ngẹo đi một tí đúng không? Thì cây là bình ngẹo. Còn đây là bốn cây này là tứ trụ triều đình và trong đó có một cây bình ngẹo. Cây này là cây chúa đào. Cây này là một trong những cây rất là thế không đứng vào đây chụp ảnh à? Có chứ. Này thuyết trình xong đứng bên xong rồi. Để nói ý nghĩa xong về mình xem mình có cháu đứng vào thì cô chạy nhanh ra quanh ông anh nhìn anh nhá. Rồi cảm ơn các anh là cảm ơn các anh là đã nhường các chị một vài ba xong rồi. Chúa đào thì phải nhường các chị. Mình phải theo kiếm anh. Bây giờ nhá các chị bố trí cho em là sau sau đá đừng che đá. Giữa đá và sau đá. Vâng. Có bạn có chị nào trẻ ngồi có trách nhiệm đấy là đề nghị chị Tuyến bỏ cái ô che nắng ra. Chị Tuyến ơi, chị Tuyến lại mang cả cái tã của cháu chụp đến đầu thế kia thì được vào ảnh nó hỏng ảnh như thế. Rồi kiểu hai đứng từ từ quay nhìn sang bên này, cứ nhìn đừng nhìn vào máy, cứ nhìn hướng vào đây. À, xin lỗi chị này thì bây giờ phải đổi. Không lên nó đây, không lên nó đây. Đúng rồi. Rồi. Đây là một bức tranh cho nghiêng không người không đáng động. Đại bàng, giữa là con đại bàng. Đại bàng, bên cạnh là con đại bàng. Đại bàng. Đây là đá gọi là ngọc lạc cổ. Cũng là một loại đá quý. Mọi người nhìn thấy nó có đẹp không? Đẹp. Một khi mà câu hỏi là chi tiết nào là đắt giá nhất về nghệ thuật trong cả bức tranh đá này? Tấm này chắc ngồi được không? Tấm này chắc ngồi được. Nó có cái độ xinh ánh sáng qua, còn đá thì mỏng không xinh được. Rồi
đây là các anh đâu rồi nhỉ? Sập cá nhá. Vâng. Sập này là được 10 người. Là chim cánh cụt đây. Anh quay à? Chưa? Quay. Đây. Đúng ơi. Đúng rồi. Cánh cụt mà. Chụp cô Kim Anh cái, Tùng ơi. Ai xin đâu ai Tùng. Chụp cô cánh cụt. Chụp cô cánh cụt. Rồi. Dọc máy lên. Hai chim nào, hai ba chim. Trong tranh đủ trong đường. Chưa? Đến đây. Gần cái này mô. Rồi, ba chim. Đang là hê hê. Ở đây mình có cái giếng. Tôi giếng cổ. Cứ là chưa chi. Nóng quá. Ôi đây rắn ạ. Căn bản này nó không có gió. Rồi hôm nay nó oi. Được chưa? Đi nào đấy? Cây này là cây chúa ông ở phía bên kia cây chúa bà. Cây chúa ông là con đỏ, mọi người nhìn cái thân thôi. Nó đỏ, nó chê rồi. Tông đỏ rất quý về. Thông minh và ham học của bé, nên ông nội là Khang Hy đã nói với con mình đúng chính là sau này kiểu gì mãi phải chuyển ngôi thằng này. Vào cái nhớ cái truyền cho cái thằng thứ tư là rất dối, ông triều nó rất dối, truyền sang đầu thì không có rất dối, mà truyền những thằng khác là rất dối. Ở đây là gò thạch anh, đây là hai núi gì? Bánh mì. Đúng, hai núi bánh mì. Đây là cán xít Thanh Hóa, rồi còn đây là một cái chợ. Chợ thì bán hoa quả, gà vịt, bánh nướng, bánh lá, bánh trôi, bánh chay, đùi lợn, đùi cháo, rồi quả đào và một thả thịt lợn. Mọi người có thấy họ làm như cái chân lên, họ làm như cái chân lên đá, không chơi đá, không chơi đá rồi. Cạnh em có chơi đá đâu? Rồi bao nhiêu người cũng được nhưng mà đừng che đá. Đúng rồi. Đứng đằng sau ấy, chị đứng đằng sau là rất đẹp. Đấy. Rồi. Một, hai, ba, bốn. Năm đứng chỗ này mát lắm. Mọi người khẩn trương. Không che đá. Không che đá. Đá quý hơn người. Đúng rồi, người chỉ với ảnh. Người thì làm không giỏi thôi. Đấy, đấy, đứng đây. Chị sẽ đứng đây được, đứng đấy. Thế được rồi. Đúng chưa? Đẹp chưa? Đẹp rồi. Không che đúng không hả? Đấy. Đẹp quá cái gì nữa. Nhìn đây. Không, em đứng qua nó không che. Không, chân tao xấu của mẹ. Tự nhiên được có thằng nào đông vào đấy phải duyên. Trang phục của ông nào học cái cao rồi. Đúng. Cho anh Mạnh đã. Không, tôi cứ từ nãy giờ kệ. Tôi cứ mọi người cứ vô tư. Cứ quên anh Mạnh đi cho đi. Đấy, vào đấy. Nhìn đây nhá, 1, 2, 3. Một, hai, ba, các chị thích làm lai, làm gì đấy thì rồi, cũng muốn làm gì thì làm. Nhưng mà làm thì rất đều, thả tin được. Thả tin. Nào, một, hai, ba, một. Rồi.
Này nóng thật đấy. Không mà chỗ này nó mát, chỗ này nó không cây nhiều. Thằng ấy nóng xỉu luôn. Xin thu phải lưu xuống. Không đẹp, không lấy tiền. Các bạn thở cho bọn một cái căng lên tí nhá. Một, hai, ba. Cứ từ từ tôi thì cần vài giây hơn. Của anh học anh ấy cần thời gian thì anh mới lên được. Một, hai, ba, xong rồi. Nào nhìn đây nhá, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Cháu bé ấy vào, cháu bé về đúng không? Chị em không lấy được cái hình của chị. Phải gọn đứa vào. Gọn đứa vào mình lấy được cái gì? Các chị này rất thích sờ. Đây em cứ nhìn. Cũng sờ thì bó. Một, hai, ba này xong rồi. Lên trên kia. Không để gần máy quá. Lên nữa kia sau nguyệt ấy. Không, đứng đấy rồi. Đứng gọn vào, đứng gọn vào. Một, hai, ba, rồi. Các chị giơ tay trái rồi. Đứng cái này, đứng cái này. Thôi em xin hả? Tôi thích hả? Tôi thích hả? Rồi. Rồi đứng nguyên, đứng nguyên, quay mặt về đây. Xoay, xoay tay trái đi, xoay tay trái được anh đẹp đấy. Xoay phải xoay tất. Một, hai, ba, xong rồi. Nếu mà nó tắt thì cứ 28-12 mà tổ 28-12. Em tắt em cứ gào anh, thế là sao? Đứng sát vào cái thành. Đây 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 đây, điệu đà như thế là được rồi. Rồi. Nhưng mà đừng khuất mặt ai đó, đừng che mặt người khác. Nàng này cứ đi ba nói đi. Ôi em không vào vì nhiều lắm, tí nữa em cứ nào quán nó khuất mặt đi. Nào nhìn đây nhá, 1, 2, 3. Rồi, quay nhìn ra cổng, quay nhìn ra cái cổng. Nhưng mà đứng kỳ sẵn cho mình tí, chủ yếu là không nên nhưng mà. Nhìn ra cổng thì có cấu. Chỉ phải đứng sát thôi, đứng sát ở cái này. Rồi, nhìn ra cổng đi. Nhìn ra cổng đi, nhìn ra mắt. 1, 3, 4. Anh lùi xuống. Cười tươi rồi. Đưa tay nào.
Ok cháu chụp nhá. Chú ơi. Ngày sau ông quý về gửi gì à? Chú. Chờ lấy nào. Đây còn máy của chú Sơn nữa. Bây giờ dùng cái máy này. Màn cái này tối nhất nó chả nhìn cái gì cả, trong cái chung luôn. Cố gắng là 5 năm sau lên không đủ như này nó là mình rồi, đúng không nhá? Thank you.
Thank you.
bên rồi. Đời nghiên cứu sinh em kêu cho con chó tháng trăm đồng tháng trăm nước mà thuế má lông tu không ăn quả làm sao sống nổi ở bên nhà bố mẹ đêm mơ nó mua được rồi hồng quá chưa bao dung tượng ngoài tiêu một rút tiền ngang quy ra tiền ta thẳng mốt chẳng tiêu lòng khi rách nhất cái thằng hoang thế mà kia nồi ấm đã rực rỡ ngày qua trên vỏ hộp như bình minh hòa ta gieo lên nhiều hồ của nọ cơ cơ ở đây tủ lá đến với ta mà ta đã khóc lệ ta rơi nhau là hiêu tre không ai để tôi đến mà hiêu tre bốn bức tường tư liền thì ta để nhót đã ở bên nhà các con ta tốt rồi tôi sẽ sống ra sao vô tuyến ở nơi nào cũng lại ở chỗ nào không là vui là thật xin nghĩa mấy là sự khi người đang mắt ta duy tên ăn vui chủ sĩ ở đầu con là thật to thế này mẹ con còn hơn cái đầu ông mà người con các con ta sẽ chơi cảnh 3 năm một lớp bỏ quà cho cô chúc sách đầu những kẻ quê mùa là chúng mình sẽ đưa ta cùi thành hàng từ Nga theo ta về đất Việt chưa đến hải quan mà mối lái là dạng tầng ngài vợ ta đang mong mèo cũng rất kinh mật đúng ngày xưa đi Nga về về chưa về ở nhà thì Hải nó đến nó réo thế mà 30 năm tương nhỉ thế mà 30 năm con cũng mừng đất nước thay đổi là hồi ấy không ở cái nào ngày thằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lâu lắm rồi đâu lắm đấy. Có một lần đấy nhỉ, em về một bên nhé. Đấy là về quê hay là ở trên quê? Ở quê là cưới thân thai cho đi. Đấy là các phận bầu của gió. Đấy, anh muốn hồi xưa thì có hội liêm. Hội liêm thì ai về mẹ mẹ. Đấy thì chắc hội liêm rồi. Không phải một lần cưới. Thank you.
mới được anh người lớn ạ, còn trẻ em dưới 6 tuổi ạ. Tinh khiết ạ. Ờ rồi tinh khiết ạ. Ở đây là gần 300 biệt thự. Và một cái resort mang tên Flamingo Đại Lải. Flamingo là tên của tập đoàn. Và bây giờ nó tiến ở phía Thanh Hóa. Và nếu anh chị vừa rồi xem TV quảng cáo rất nhiều đấy. Trên đường mua sắm mấy cái này cái nọ đấy là Flamingo Hải Tiến. Họ cũng đang còn một số dự án đang đi xin để thêm những Flamingo gì đó nữa. Nhưng mà khi cái thương hiệu Flamingo nó đổi lên thì họ đổi tên là tập đoàn Flamingo. Đấy. Và nó còn có một cái đơn vị du lịch Red Tour. Red Tour là cũng của cái tập đoàn này. Và thôi khi đâu là tiền du lịch là phải nuôi tiền bất động sản. Tất nhiên đến sau này thì không làm với ông nào nữa. Nhưng mà lúc đầu là tiền du lịch phải ngồi với bất tỉnh và sản nhiều. Đấy cái vòm mình đầu kia ấy. Đấy, đi bây giờ là đầu này. Vĩnh Ngọc. Đấy, cái suối đấy. Tức là vì ông về đây cho nên nó đặt tên là suối Ngọc. À, không. Đấy, tất cả các nhà đây là rất nhiều. Đấy, nhìn vào là... Và cái ở đây là... nên là họ phát triển được cái đấy. Hai là có cái hồ Đại Lải nó chạy gần đây này. Và xong họ cũng đào một số cái kênh, một số cái ao. Đấy, đây cái đường nó đi ra đây, ra đây. Trong này có một cái bể bơi này, rất lớn. Và đây là một cái nhà ăn nàng thơ. Đấy, đây là trong này cái nhà ăn này. Đúng rồi. Buffet. Đi khu Hoàng Gia chứ. Vâng. Cho đi khu Hoàng Gia. Đây là cái đất người ta đang xây. Cho nên là người ta làm cái tre như vậy. Đấy. Ở đây còn khoảng độ 10 miếng đất là chưa xây. Tổng thể. Là nó trồng một loại cây, một loại hoa riêng. Các nơi là nó chỉ để cái viên gạch xuống đất đá lộn nhộn. Mình đấy đây cái dung lượng cặp tình. Đấy, thế là em mua một cái nhưng mà em bảo mình xây nó phải chất mấy, em mua cái bên cạnh cách nhau một tháng, hai cái cách nhau một tháng. Cho nên cái nhà của em là có hai bìa một tháng 200. Bây giờ lại xây shop house đây là thu nhỏ lại thì không đẹp bằng trước quá. Trước nó rộng gấp ba cái đấy là đẹp, nhìn thời điểm chưa xây dựng cái shop house đấy nhìn đẹp. Bây giờ nó còn tí và bây giờ thu gọn lại nữa. Đây là lên một cái đồi thông. Đấy mình vừa đi đấy, bây giờ mình nhìn cái mặt trước của nó đấy. Đây thông nhiều thuộc cho các cái sự kiện như vậy. Mỗi cái dù này được khoảng 200 người. Một cái thôi đi thôi. Bên này là những cái nhà ăn. Vâng, cái này là bãi biển nhân tạo đấy bác. Được tắm ạ. Này bây giờ nước mưa trên đồi đục lắm. Vâng, nước đục lắm. Đừng có bây giờ có bể bơi lớn rồi. Bây giờ có bể bơi cái năm tắm ở đây đâu. Vâng, chủ yếu ngày trước chưa có bể bơi lớn bác. Cái
bên phải của mình đang di chuyển đây bác là cái biệt thự tổng thống. Biệt thự tổng thống Madison. Vâng. Madison Legend. Cái căn này thì nó sẽ rộng gồm có 6 phòng ngủ ạ bác. Trái mình sẽ phải đây ạ. Vâng. Trước mặt là khách sạn 11 tầng ấy. Và tên của nó là Forest in the Sky. Cho nên là cây xanh nó vào đến từng phòng. Sinh hoạt sự kiện. Mất tí. Anh bảo ông mua thêm. Ok anh di chuyển trước cửa sảnh anh. Trước cửa. Cái này hàm độ trung nhật rồi. Đây này nó kéo dài. Cái này là phải chăm bón rồi. Thế thôi. Các cháu giờ nó cũng lớn, nó có gia đình hết cả rồi. Mình thì tự lo thân mình chứ đúng không? Bỏ lâu rồi vào trong kia làm ăn thì là giờ lại lấy cô ở trong kia ở Vũng Tàu. Giờ thằng con trai mà. Thì được, bây giờ bỏ nhau đi, cứ được bỏ. Giờ nó đơn giản rồi, có như chúng mình đâu mà. Bỏ. Đi rồi mà cứ chạy theo. Cho đi này cũng khổ thân chúng nó. Đấy, chắc theo các cụ ông đó. Ông phải chạy theo mà. Chả giải quyết được vấn đề gì. Chỗ này sâu lắm đó con ạ.
ở đâu để gọi người ra bảo. Nóng quá. Mẹ con nó ở nhà thế nào Tùng? Ổn định gì? Không có điện à? Tối nay nó dạy thế hay dạy phải? Đấy, anh thấy phải vào trong này. Có người gắn vào cứ tung lên Zalo lên cái. Để mọi người đao về. Zalo của nhóm, của tất cả. Mà hiện nay là chưa có nhóm. À. Nhưng mà ông cứ tán vào cho tôi cũng được và cho ai cũng được rồi tôi tung lại cho mọi người. Tán cho ông nữa. Ừ. Đấy. Để tôi tán lại cho mọi người. Thì hai Zalo với chị Tần. Thế nên bây giờ mọi người cũng Zalo với chị Tần. Tán cho ông này nhá. Anh ơi anh tán hết gửi hết cho anh Hoàng. Thế xong anh gửi chị Tần, chị Tần gửi cho em xong em biết là anh gửi cho mọi người. Thế thì là gửi lại được mà. Chứ giờ một địa chỉ thôi. Không biết. Đúng rồi. Một địa chỉ cho nó dễ. Bây giờ anh gửi thẳng Thanh Hoàng anh. Tôi điện thoại cho ông Hoàng. Ừ. Điện thoại của anh đang làm sao? Anh gửi Zalo của anh cho thầy đi. Ngoài đấy đang nói chuyện có chứ không có khác. Chẳng không. Chị mua gì nó trước chỉ còn 500. Ừ. Mua nhiều mà. Ở đây thì là bế cháu suốt ngày thì còn lấy đâu cho mà đi spa được nữa. Không đây em cháu vẫn cháu. Không ăn cái này để xin. Chăm sóc cho nó mọc tóc nhưng mà nó cũng mọc được. Chăm sóc nó ra đấy, ra con chồng lắm. Ừ, chăm sóc nó ra.